Người đứng đầu trong tám đại học thức Thời Tống là Hàng Vũ Lão sư của Hàng Vũ là ai? Lão sư của Hàng Vũ là Sử Ký Sử Ký là của thời Hán Ngày học Tư Mã Thiên Lấy Sử Ký làm thầy Cả một đời chuyên chú vào Sử Ký Trở thành một đại văn hào Những thí dụ này người xưa rất nhiều, rất nhiều Nổi tiếng nhất trong nhà Phật chính là Ngẫu Ích Đại Sư Ngẫu Ích Đại Sư học Ngài Liên Trì ngày Liên Trì đã qua đời rồi Không còn tại thế nữa Nhưng trước tác của Liên Trì Đại Sư thì còn Cả đời Ngài chuyên môn học ngày Liên Trì Cũng đã trở thành một tổ sư của tịnh Tông Cho nên chân thật chịu học Thì không nhất định phải ở bên cạnh họ Cái đạo lý này bạn phải nên biết đặc biệt là ở vào hoàn cảnh hiện nay hoàn cảnh hiện nay dùng lời thật mà nói thì cũng không khác gì với thời xuân thu chiến quốc chúng ta ngày ngày đi khắp nơi cũng là chu du liệt quốc Hiện tại xin thị thực vào nước khác Không dễ chút nào Quốc gia nào Cũng đều rất khó lấy được thẻ tạm trú Tịnh Tông học viện ở Úc Châu của chúng tôi Các vị cũng đều biết Chúng tôi học 9 năm Tôi đem phương pháp dạy trong 9 năm của tôi Nói với mọi người Các vị bất luận ở tại một nơi nào mà học thì cũng như vậy Nó không chừng thành tựu của các vị Còn vượt hơn các học viên của chúng tôi Thực tại là như vậy Không giả dối chút nào Vấn đề là ở thật sự là Thật sự học Khẳng định là bạn sẽ vượt hơn Có một số đồng học Muốn đi đến bên Úc Châu Chúng tôi không phải là chính phủ Úc Châu tôi không thể cấp thị thực cho bạn được tôi không có cách nào cấp được thị thực cho bạn ở nơi đó của chúng tôi các vị cũng biết có không ít các thầy có tên lót là chữ ngộ đã đi qua bên đó khoảng hai mươi mấy người hiện tại những người đó đều chỉ lấy được thị thực tạm thời mà thôi thời hạn chỉ có hai năm hai năm sau lại làm lại nữa. Nếu người ta không cấp cho bạn gì thì phải về nước mà thôi. Thật không dễ dàng gì. Cho nên chúng tôi cũng thường suy nghĩ đến lúc nào thì Phật giáo Trung Quốc mới có thể làm được một cái đại học phật giáo bạn ở tại đất nước của mình cầu học tu hành thì sẽ rất là tiện lợi thì không bị hạn chế nhiều như vậy nếu như nhà nước làm thì có thể được hay không rất có thể hiện tại thì không hiện tại vì sao mà không hiện tại nếu nhà nước làm thì không tìm ra được lão sư làm trường đại học thì rất dễ không khó nhưng đi đến đâu tìm cho được lão sư cho nên các vị chính mình phải khổ tu phải thật làm sau khi tu được rồi bản thân có được thành tựu rồi nhà nước làm đại học phật giáo thì các vị có thể làm lão sư nếu bạn không có loại học vấn như đức hạnh này Chúng ta hy vọng nhà nước có thể làm trường đại học Phật giáo Thì cũng rất là mờ mịt Nhà nước dù gật đầu nó họ sẽ làm Bảo bạn tìm giáo sư cho họ Một người cũng không tìm được Đây là chân thật Cho nên hiện tại quan trọng nhất chính là Chính mình phải phấn đấu Chăm chỉ nỗ lực Trong các kinh điển Mỗi một bộ kinh Câu sau cùng là y giáo phụng hành chỉ cần bạn đem bốn chữ này làm cho bằng được Thì bộ kinh này bạn sẽ thật sự được lợi ích Bạn không thể y giáo phụng hành Vì thì kinh này bạn không được gì Không liên quan gì với bạn Vì vậy hôm nay chúng ta đọc được đoạn kinh văn này Cảm khái rất nhiều đoàn kinh văn này chỉ dạy cho chúng ta cái phương hướng để nỗ lực nhất định phải tranh thủ đi đến thế giới tây phương cực lạc, hoa sen của bạn sẽ lớn, quan sát của bạn sẽ tốt. Đây là đức hạnh. Đây là giới định huệ tam học. Duy chỉ có tam học tăng trưởng thì mới có thể lên cao hơn. Đoạn này sau cùng có một câu nói Nhất nhất hoa trung suốt tam thập lục Bách thiên ức quan Đây là đoạn nhỏ thứ sáu Liên phóng diệu quan Ở trong phần này Bảo Liên phóng quang Cái quan này bên trong đã nói Tam thập lục Lão cư sĩ của hàng niệm tổ nói Bách thiên ức Là lấy số lượng Để biểu thị cho vô lượng Những lời này nói không sai chút nào Nói tam thập lục Thì chưa thấy người xưa chú giải qua Chú giải cho Kinh vô lượng thọ Từ xưa đến nay Đều chưa có ai giảng câu này cho rõ ràng Vậy cái tam thập lục này ở đâu mà ra Hoàng lão cư sĩ, ông có một cách nói ông cho rằng thế giới tây phương cực lạc có bốn độ mỗi một độ đều có chín phẩm bốn nhân chín thì được ba mươi sáu có đói thì tốt rồi ông nói có đạo lý gì thì được rồi cho nên ông nghĩ đó là chỉ số phẩm gì ở thế giới tây phương cực lạc Bốn lần 9 là 36 Nhất nhất phẩm hữu bách thiên ức liên Lấy bách thiên ức để biểu thị con số cực đại Thông thường thì chúng ta nói là vô lượng Vô lượng vô biên Cho nên luôn luôn những con số nói ở trong kinh điển nó không phải là con số nó là biểu pháp chúng ta nhất định phải hiểu được cái ý nghĩa này phải hiểu được cái ý nghĩa của sự biểu pháp nhất nhất liên quan như kỳ sắc cố hữu tam thập lục bách thiên ức quan câu phía sau ông nói rất hay nhất liên nhiếp tận nhất thiết liên một đóa hoa sen khẳng định là bao gồm tất cả những đóa hoa sen khác một cách viên mãn cho nên nói trong mỗi một bông hoa phát ra tam thập lục bách thiên ức quan cách nói này Cùng với Kinh Hoa Nghiêm nói là hoàn toàn tương ưng Cái thế giới này Gặp lại mà nói Thì Thế Tông nói Thế giới tiên phương cực lạc Là vô lượng quang Vô lượng thọ Ngài đã giải thích với chúng ta Cái danh hiệu A-di-đà Chính là dùng hai cái danh từ này Vô lượng quan Vô lượng thọ Quang và thọ là đại biểu Quang đại biểu cho không gian Quang minh biến chiếu Thọ đại biểu cho thời gian Nếu dùng cách nói hiện nay Thì chính là Vô lượng thời không Vô lượng thời không Thì đã bao gồm Hết thảy tất cả thế xuất thế gian Ở chỗ này Bất kỳ Một pháp nào Cũng đều hàm nhiếp hết thầy pháp Trên kinh Hoa Nghiêm đã nói một cách thấu triệt Thậm chí nói đến một hạt vi trần Một hạt vi trần này hàm nhiếp hết thảy thế giới vô lượng vô biên thế giới nằm ở đâu vậy nằm ở trong một hạt vi trần mỗi một hạt vi trần đều là như vậy đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn chúng ta nghe xong thật không dễ hiểu được tin là người xưa cũng không ngoại lệ cho nên hiền thủ quốc sư nói một tức tất cả tất cả tức một quốc sư ngài là nói ở trong cung điện khi đó quan đế và các đại thần đều không hiểu câu nói này Đây rốt cuộc là cái cảnh giới gì? Hiền thủ quốc sư rất thông minh Xin hoàng đế là một cái đình Tám góc ở trong hoa viên Vì này rất dễ dàng Đình tám góc xây xong Thanh Lương Quốc Sư liền nói Đình Tấm Góc có 8 cạnh Mỗi một cạnh đặt một tấm gương soi Gắn một cái gương soi thật lớn Hoàng đế liền cho làm theo Một tức tất cả, tất cả tức một Ông mời hoàng đế đi vào trong giữa đình mà đứng Nhìn ra bốn phía Hoàng đế vào đứng liền quả nhiên đại ngộ liền hiểu ra những tấm gương đó soi chiếu lẫn nhau người đứng trong đó nhìn thấy mình quá ra vô lượng vô biên thân ông liền hiểu được cái đạo lý này ở trên kinh phật có nói phật lấy cái lưới ở trong thiên cung của đại phạm thiên dương ở trên cái lưới này có gắn ngọc minh châu minh châu phát ra ánh sáng sáng chiếu lẫn nhau dùng cái này để mà làm thí dụ cũng như hiện tại trong giảng đường này của chúng ta có mấy mươi cái bóng đèn mỗi một bóng đèn đều hợp thành một ánh sáng với tất cả các bóng khác tuy là hợp lại thành một thể nhưng mà vẫn là mỗi cái đều có ánh sáng của riêng mình không có lẫn lộn với nhau làm sao biết được nó không có lẫn vào nhau nếu bạn tắt đi một bóng thì ánh sáng của bóng đèn này không còn nữa không có nhiễu đến cái khác Dịu này rất diệu, cái diệu này chính là tánh đức. Tự tánh vốn chính là diệu đến như vậy. Hàm chứa hết thảy nhưng không làm nhiễu hết thảy. Cái chỗ này chính là biểu thị bình đẳng, đối đãi, chung sống hòa mục. Cho nên bình đẳng đối đãi, chung sống hòa thuận là hiện tượng tự nhiên ở trong tánh đức không phải là quy củ do một ai đó đặt ra yêu cầu người khác phải tuân thủ không phải gì vậy tự nhiên mà có pháp nhĩ như thị đích thực là thế tôn ở trên kinh hoa nghiêm mới đem chân tướng của vũ trụ nhân sanh nói rõ ràng nói minh bạch với chúng ta cái chân tướng này là trùng trùng vô tận cái hiện tượng này phải làm thế nào thì mới chứng được mới có thể khế nhập Phật chỉ nói có một câu Là không thể nghĩ bà Câu nói này Dường như mọi người đều đã nghe qua Nhưng mà khẳng định là bạn không hiểu Vì sao vậy? Nếu như bạn hiểu rồi Cho dù bạn không thể thành Phật Thì bạn nhất định cũng là Pháp thân Bồ Tát vì bạn hiểu rồi hiện tại bạn vẫn là phàm phu cho nên khẳng định là bạn vẫn chưa hiểu đây là chân tướng của vũ trụ nhân sanh đây là cảnh giới của các ngài Pháp thân Bồ Tát chư Phật như Lai là... Thế giới cực lạc đã nói Thế giới hoa tạng đã nói Đó chính là hoàn cảnh sinh hoạt chân thật thọ dụng của các ngài Làm sao có thể chứng đắc vậy Không thể nghĩ bạn các vị nghĩ xem Không thể nghĩ Ở trong không thể nghĩ bạn Chúng tôi phân ra bà giảng Chính là không thể có vọng tưởng Không thể có phân biệt Không thể có chấp trước Vọng tưởng phân biệt chấp trước Hết thảy đều buông bỏ rồi Thì gọi là không thể nghĩ Không thể bàn Nghĩa là không thể nói Chỉ cần bạn đem Tư tưởng lời nói Đoạn nhất thì cái cảnh giới này liền hiện tiền Cho nên câu nói này bạn không hiểu Vì sao mà bạn không hiểu Vì bạn vẫn đang khởi vọng tưởng Bạn vẫn đang phân biệt chấp trước Cho nên không thể nghĩ bạn Mà bạn thì vẫn đang nghĩ Không thể bạn mà bạn vẫn cứ nói Toàn là những lời vô ích lão cư sĩ hạ liên cư nói rất hay ở trong tình ngữ ngài đã nói một câu ngài nói nếu như bạn có thể ba năm không nói chuyện thì bảo đảm bạn sẽ khai ngộ đây là lão cư sĩ hạ liên cư nói tôi đọc đến những lời này cảm thấy buồn cười nhưng mà ngẫm nghĩ rất có đạo lý Ba năm không nói chuyện Thì tâm người này sẽ định được Định thì sanh quệ Ngày bảo đảm bạn khai ngộ Cái ngộ này có đại ngộ, tiểu ngộ, triệt ngộ Tiểu ngộ cũng được xem là khai ngộ Cho nên lời của Ngài không thể xem là vọng ngữ Vậy thì phải xem công phu của bạn Xem bạn khai cái ngộ là tiểu ngộ Đại ngộ hay là triệt ngộ Mỗi người đều không như nhau, cũng như chỗ này đã nói, sanh đến thế giới cực lạc, hoa sen lớn nhỏ không như nhau. Nhưng mà bạn chân thật giảng sanh. Thật sự giảng sanh. Từ đây bà thấy học Phật khó khăn nhất chính là buông bỏ, vọng tưởng phân biệt chấp trước, khó khăn nhất là chỗ này. Nhưng mà bạn lại không thể buông bỏ. Nếu bạn không buông bỏ thì bất luận là bạn dùng cái phương pháp gì đi nữa, bạn tinh tấn như thế nào, bạn tu hành nhiều đời nhiều kiếp. Quyết định là bạn không thể khế nhập cũng chính là nói bạn không thể vào cửa tại vì sao không vào được cửa vì bạn tự mình đã tạo chướng ngại chấp trước chính là kiến tư phiền não bạn có kiến tư phiền não thì bạn không có cách nào vào được cửa Cửa nghĩa là gì? Cửa của tiểu thừa là tu đà hòa, sơ quả Cửa của đại thừa là sơ tính dị Bồ Tát Bạn đang ở ngoài cửa Ở ngoài cửa thì thành thật mà nói Chân thật không phải là đệ tử của Thế Tôn bạn ở ngoài cửa Thì sao bạn có thể là đệ tử chân thật được chứ Cũng như chúng ta đi học gì Những học trò thật sự là bắt đầu từ lớp 1 Bạn vẫn còn chưa bước vào phòng học của lớp 1 Những đạo lý này Chân tướng sự thật Chúng ta không thể không biết Trong kiến tư phiền não 88 phẩm kiến hoặc Đã đoạn rồi Thì bạn mới có thể chứng tiểu thừa tu đà hòa Chứng đại thừa sơ tính dị Bồ Tát Chứng sơ tính Thì bạn mới được xem là vào cửa Vào được cửa Thì thật sự là được bảo đảm vào lúc này, bạn dù là chưa ra khỏi sáu cõi luân hồi Nhưng mà bạn quyết định không đọa ba đường ác Vì sao vậy? Bởi vì bạn đã giác ngộ, bạn hiểu rồi Bạn quyết định là không tạo tham sân si Bạn quyết định là không có tạo ác nghiệp Cho nên tuy là ở trong sáu cõi Nhưng nhất định là bạn không đọa ba đường ác Cho dù trong đời quá khứ có nghiệp nhân của ba đường ác Bạn trong cuộc đời này không tạo duyên của ba đường ác có nhân mà không có duyên thì không kết thành quả. Bạn lại có thể đem tư hoặc tam giới chín lần chín 81 phẩm tư hoặc đoạn tận rồi Vì thì bạn đã siêu dược sáu cõi luân hồi Trong tiểu thừa là tứ quả A-la-hán Trong đại thừa là Bồ-Tát thất tính dị Đây là đệ tử của Như Lai Đây là đã vào cửa rồi Tuy là vào cửa Sau khi vào cửa còn phải đăng đường nhập thất Tiến dần từng bước chứng được tứ quả La Hán Chính là bạn đã siêu vượt sáu nẻo luân hồi Bằng chứng được Pháp giới bốn thánh Pháp giới bốn thánh là đăng đường Nhưng chưa nhập thất nhập thất nghĩa là gì nhập thất bạn phải đem tất cả phân biệt phân biệt thế xuất thế gian đoạn hết chính là trần sa phiền não đoạn hết phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân siêu dược mười pháp giới bằng chứng được nhất chân pháp giới nhất chân pháp giới mới gọi là nhập thất tám dạng bốn ngàn pháp môn Không có ngoại lệ Đây gọi là pháp môn đại đạo Cái đặc biệt duy nhất đó Chính là niệm Phật Giảng sanh Niệm Phật giảng sanh là pháp môn đặc biệt Nó đặc biệt ở chỗ nào? Đặc biệt ở chỗ một chương phía sau ta sẽ đọc đến Phía sau vẫn còn mấy chương nữa tam bối giảng sanh giảng sanh chánh nhân trong phần đó sẽ nói đến thực tế mà nói pháp môn này quá thù thắng mọi người đọc kinh nhất định là không thể lập lờ qua loa mỗi câu mỗi chữ đều không thể bỏ lướt qua sự giáo huấn quan trọng nhất Ở trong tam bối giảng sanh là Phát bồ đề tâm Nhất hướng chuyên niệm Chúng ta Mong muốn cầu sanh tịnh độ Vì bạn có phát bồ đề tâm hay chưa? Bồ đề tâm Trong mấy năm gần đây Chúng tôi dùng cái danh từ dễ hiểu nhất Để mà nói Để cho mọi người dễ hiểu Tôi cũng thường thường nhắc nhở các đồng học Tâm chân thành Tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Tâm chánh giác Tâm từ bi Đây là bồ đề tâm có phải là bạn khởi tâm đồng niệm Đối người tiếp vật Đều tương ưng với cái tâm này hay không Đối đại với hết thầy chúng sanh Đối đại với oan thân trái chủ Đều là dùng chân thành Tuyệt đối không có giả dối Dùng thanh tịnh nhất định không có nhiệm ô Dùng bình đẳng nhất định không có cống cao ngã mạng Dùng chánh giác thì nhất định không có mê hoặc Dùng từ bi nhất định không có tự tư tự lợi Chúng ta có phải là dùng cái tâm này để đối đãi với người hay không? Bạn phải ghi nhớ Trên Kinh đã nói rất rõ Phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm Trong 48 nguyện Thì Phát Bồ Đề Tâm là nguyện thứ 19 Nguyện thứ 19 Nhất hướng chuyên niệm là nguyện thứ 18 Nếu như bạn cảm thấy nguyện thứ 18 là số 1 Nguyện thứ 19 thì không cần nữa Thì không thể giảng sanh Vì sao vậy? Bạn không có phát bồ đề tâm Bạn chỉ có được một nửa Bạn đã thiếu mất một nửa rồi Không thể không chú ý Cái nguyện thứ 18 đó là Nói lâm chung một niệm, mười niệm đều có thể được giảng sanh. Vì sao họ có thể giảng sanh? Vì họ có bồ đề tâm. Nếu họ không có bồ đề tâm, lâm chung một niệm, mười niệm vẫn là không thể giảng sanh. Từ đó cho thấy, chúng ta ở trong một đời này, không thể không học làm một người tốt. Bạn nhất định phải biết Thế giới Tây Phương Trên Kinh Di Đà đã nói rất rõ Cái nơi đó là Chư Thượng Thiện Nhân Câu Hội Nhất xứ Nếu chúng ta không học Thượng Thiện Thì sao mà được chứ Cái Thượng Thiện này Trên Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo đã nói rất rõ ràng tâm thiện, tư tưởng thiện, lời nói việc làm thiện. tiêu chuẩn của kinh thập thiện nghiệp đạo là đơn giản nhất. thân có ba, khẩu có bốn, ý có ba. phải thực sự làm cho được, không phải là nói ngày ngày đồng tụng. Độc không có tác dụng gì Mà phải làm được Trở thành thân thiện Ngữ thiện Ý thiện Của chính mình Phải đem đó làm cho được Bằng thật sự làm được Thì thọ dụng không cùng tận tánh đức của bạn sẽ lưu lộ ra bên ngoài cổ thánh tiên hiền giảng nói về đạo đức bạn không cần học mà tự nhiên cũng làm được như vậy đây là bên trong bên ngoài bạn được chư phật như lai hộ niệm được phật gia trị bạn được hết thảy thiện thần bảo hộ hay nói cách khác ở tại thế gian này tất cả mọi tai nạn bạn đều không gặp phải chân thật là gặp dữ hóa lành gặp xuôi hóa may cái đạo lý này chúng ta ngày nay khoa học cũng đã chứng minh thí nghiệm dưới nước của tiến sĩ giang bụng thắng chính là một sự chứng minh rất hay cho nên khoa học cũng có thể chứng thực cảnh tùy tâm chuyển Quang Minh nói ở trên kinh hiện tại thì khoa học gọi là làn sóng động là cùng một ý chúng ta biết được tất cả vật chất đều có hiện tượng làn sóng động thật sự là nhỏ như vi trần lớn đến tinh cầu cho dù nhỏ nhất như là một hạt vi trần thì hiện tượng làn sóng của nó cũng rất phức tạp nó không đơn thuần không phải là đơn nhất Làn sống cùng làn sống Có ảnh hưởng lẫn nhau Đây là nói vật chất Chúng ta biết được Bản thể của vật chất Là pháp tánh Ở trên kinh Phật đã nói nhất thiết nhân quả thế giới vi trần nhân tâm thành thể cho nên cái thể của đó cái tâm đó chính là pháp tánh pháp tánh có đầy đủ vô lượng đức năng một hạt vi trần là pháp tánh biến ra một hạt vi trần có đầy đủ tánh đức viên mãn cái đạo lý này nhất định phải biết Nếu bạn chân thật hiểu rõ ràng minh bạch rồi Bạn đối với chúng sanh Dạng sự dạng vật Cái tâm cung kính đó Tự nhiên sẽ khởi lên Vì sao vậy? Là pháp tánh Đầy đủ viên mãn trí huệ đức tướng Của Như Lai Cũng giống như trong Hoa Nghiêm Kinh xuất hiện phẩm Có nói hết thảy chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai, các vị phải biết cái ý nghĩa của chữ chúng sanh là có nghĩa rộng. Chúng sanh không phải ám chỉ người. Nếu bạn cho rằng chúng sanh là nói con người vậy thì bạn đã hiểu sai ý nghĩa rồi. Nghĩa gốc của chữ chúng sanh nghĩa là hiện tượng chúng duyên hòa hợp mà sanh ra. Hết thảy hiện tượng đều là chúng duyên hòa hợp mà sanh ra. Câu nói này nếu dùng lời hiện nay mà nói Chính là bất kỳ một hiện tượng nào Cũng đều phải có rất nhiều, rất nhiều điều kiện Nó mới sản sinh ra Nó không hề đơn thuần Tuyệt đối không có hiện tượng gì là đơn thuần Đều là có rất nhiều điều kiện Nó mới trở thành một cái hiện tượng Người hiện tại nói là điều kiện Trong Phật Pháp thì nói là duyên Duyên chính là điều kiện mà người hiện nay nói là cái hiện tượng vô lượng nhân duyên sanh khởi. Cái hiện tượng này đầy đủ dạng đức dạng năng. Đầy đủ đức đăng của tánh đức viên mãn. Cho nên pháp thân Bồ Tát rõ ràng minh bạch. Họ đối với hết tại dạng sự dạng vật đều sanh khởi tâm chân thành, tâm cung kính cho dù là đối với chúng sanh địa ngục thì cũng không ngoại lệ đối với cây cỏ hoa lá sơn hà đại địa đều biết là một thể thể là tương đồng chúng ta đối với lý cùng sự đều phải nhận thức cho rõ ràng thì tư tưởng kiến giải của bạn sẽ tự nhiên sản sinh ra sự thay đổi Cái biến đổi này là Gần với chánh tri chánh kiến Gần với Phật tri Phật kiến Đem những cách nghĩ cách nhìn sai lầm của mình ngày trước Xả bỏ một cách tự nhiên Niệm mà chánh rồi chánh niệm chánh tư duy ở trong bát chánh đạo kiến giải chính xác rồi là chánh kiến đương nhiên lời nói hành động của chúng ta là tương ưng với tánh đức thì sẽ không sinh ra sự sai lầm liền xa lìa hết thảy sai lầm Đến lúc đó Thì bạn mới có thể dần dần phát hiện ra Dần dần thể hội được Cái quang minh biển chiếu Cái tâm của bản thân chúng ta Niệm của bản thân ta Ngôn hành của chính mình Hết thảy của mình Cùng với cả cái vũ trụ Cũng giống như bóng đèn với bóng đèn vậy sáng chiếu lẫn nhau hiện tượng chiếu sáng lẫn nhau này trong phần phàm phu của chúng ta chính là được chư phật bồ tát gia trị ánh sáng của các ngài chiếu đến chúng ta ánh sáng của chúng ta cũng chiếu đến các ngài được chư phật như lai gia trị nâng cao cảnh giới Thực tế mà nói khó nhất Chính là cái giai đoạn trước mắt của chúng ta Rất nhiều rất nhiều gút mắt Không thể nào đột phá Sau khi đột phá được Thì sự nâng cao đó là cấp số nhân Nâng lên gấp bội gấp bội lần Tốc độ rất nhanh Bạn mới được thọ dụng chân thật Thì những nghĩa thú nói ở trên kinh Bạn mới hiểu được Chúng ta xem tiếp đoàn kinh văn phía sau Phẩm kinh văn này không dài Nó cũng được phân thành hai đoạn trong đoạn lớn thứ hai dường như mỗi một câu là một đoạn nhỏ nhất nhất quan trung xuất tam thập lục bách thiên ước phật một câu này là một đoạn quan trung hóa phật số lượng phật cũng là nói đến Tam thập lục Do đó mà thấy Cái tam thập lục này Không phải là một con số Mà tam thập lục này Đại biểu cho sự viên mãn Kinh vô lượng thọ cùng hoa nghiêm Là như nhau Ở trong đây Đã bao gồm Hết thảy tông phái trong nhà Phật ngày nay thì chúng ta nói là đại thừa tiểu thừa hiển giáo mật giáo tông môn giáo hạ toàn bộ đều bao gồm hết trong sự biểu pháp thì tam thập lục trong mật tông đại biểu cho đại viên mãn nó không phải là con số nó đại biểu cho sự viên mãn nhất nhất quan trung mỗi một hoa sen đều có trăm nghìn ức cánh hoa không những quan trung hóa phật mà cánh hoa cũng hóa Phật Những cánh hoa này đều hóa Phật Việc hóa Phật này không phải là cố ý Phật vì sao lại xuất hiện vậy? Vì cùng tất cả chúng sanh cảm ứng đạo giao Trong sự cảm ứng phải có duyên. Đây là trong Phật pháp thường nói, Phật không độ người không có duyên. Phật thì nhiều, vô lượng vô biên chư Phật Như Lai, bạn và các ngài không có duyên, các ngài cũng hết cách. Do đây mà biết, chúng ta phải kết duyên với chư Phật. Chúng ta phải kết duyên với hết thảy chúng sanh kết duyên với hết thầy chúng sanh Tương lai bạn thành Phật Thì bạn độ chúng sanh sẽ nhiều Bây giờ bạn không kết duyên với chúng sanh Tương lai sau khi thành Phật Thì nhiệt độ người khác cũng có hạn chế Số lượng rất ít Vì bạn không có duyên với chúng sanh Có duyên thì tự nhiên sẽ hiện thân Tuyệt đối không phải là sự cố ý Nhưng mà cái cảm của chúng sanh Phía trước chúng tôi đã báo cáo qua với các vị Trong Đại Thừa Phật Pháp nói cảm ứng đạo giao có bốn loại lớn Hiển cảm, hiển ứng Minh cảm, hiển ứng Minh cảm, minh ứng Hiển cảm, minh ứng Có bốn loại này Đại khái, phàm vu Có khởi tâm động niệm cầu Phật có cái ý niệm này đặc biệt là ở trong khổ nạn có cái ý niệm cầu phật cầu bồ tát này ý niệm vừa mới động thì phật tướng liền hiện tiền nhưng mà cái phật tướng này hiện tiền có lúc chúng ta nhìn thấy có lúc không nhìn thấy nhìn thấy thì đây là hiện ứng nhìn không thấy là minh ứng quyết định là có hiện tướng số lượng chư phật bồ tát pháp thân bồ tát nhiều hơn số lượng con người chúng ta thật là quá nhiều thực tế bà nói chúng ta là nghiệp chướng quá nặng không nhìn thấy nhưng mà học phật chủ yếu vẫn là học tiêu nghiệp chướng Tiêu nghiệp chướng thì phải tu giới định huệ Trong nhà Phật thường nói Cần tu giới định huệ Tức diệt tham sân si Tham sân si là nghiệp chướng Xin tu giới định huệ Thì nghiệp chướng dần dần ít Nghiệp chướng mà ít rồi thì sự cảm ứng. Bạn liền có thể ý thức được. Bạn liền có thể cảm thấy được có cảm ứng. Có thể cảm thấy được có Phật Bồ Tát gia trì. Có thể cảm thấy được có lòng thiên thiện thần bảo hộ. Sẽ cảm thấy được công phu của bạn càng cao thì sẽ càng rõ ràng đến lúc này thì bạn mới tin tưởng nhân quả là thật không phải là giả phật nói nhất thiết nhân quả thế giới vi trần một chút gì cũng không giả cả cái vũ trụ thật tình mà nói chính là nhân quả Hoa Nghiêm nói Ngũ châu nhân quả Pháp Hoa nói nhất thừa nhân quả Liệt khỏi nhân quả thì không có Phật Pháp Thế xuất thế gian đều không thể rời khỏi được Định luật nhân quả Cho nên nhà Phật có một câu nói Dạng Pháp dai không nhân quả bất không Cái đạo lý này không thể nào không biết. Nhân quả gì sao lại bất không, nhân quả chuyển biến bất không. Nhân biến thành quả, quả lại biến thành nhân. Nhân quả đều chuyển biến, chuyển biến bất không. Nhân quả tương tục bất không. Nhân quả tuần hoàn bất không. Nó có ba cái hiện tượng này. Nhân quả tuần hoàn. Cho nên thật sự hiểu rõ minh bạch, chúng ta nhất định sẽ tu nhân thiện, nhất định cảm được quả thiện, quyết định không thể tạo nghiệp ác. Tạo nghiệp ác nghiệp ác khởi từ cái ý niệm quyết định không thể có ác niệm khởi tâm động niệm không thể tùy thuận theo ý của chính mình vì sao vậy ý của chính mình đều là sai lầm ở trên kinh phật đã nói rất hay chúng ta phải nên tin tưởng phật nói trước khi bạn chưa chứng được quả a la hán thì không nên tin tưởng vào cái ý của chính mình câu nói này nói rất hay đến khi nào bạn chứng được quả a la hán thì bạn có thể tin vào cái ý của chính mình không có sai a la hán gọi là chánh giác bồ tát là chánh đặng chánh giác phật gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do đó A la hán chỉ mới là chánh giác. Chúng ta cho dù giác ngộ rồi, gọi là tà giác, không phải là chánh giác. Là tà tri tà kiến. đem cái tà tri tà kiến của chính mình làm thành chánh tri chánh kiến, đem tri kiến của chư Phật Bồ Tát làm thành tà tri tà kiến. Tạo cái nghiệp này thì lớn rồi. Cái quả báo này là ở tam độ rất đáng sợ Cho nên các vị đồng học nhất định phải nên biết Ngày hôm qua Tôi đã báo cáo với các vị Lão sư Giang Nhật Tử Đã dạy bức tranh Địa ngục biến tướng đầu Bức tranh này của ông Chữ tháng 11 năm nay Sẽ triển lãm ở tại Nhật Bản Hiện tại chúng tôi đã tìm được Hai chỗ để triển lãm tại Nhật Bản Một nơi là Ki-ô-tô Một nơi là thành phố Nara Ông có thể triển lãm cùng một lúc Các đạo hữu Nhật Bản bên đó Cũng rất là hiếm có Mong muốn trong khi triển lãm Mời chúng tôi cùng đến giảng kinh Tôi vừa nghe mời tôi đi giảng kinh Tôi liền nghĩ đến việc kiến nghị với họ Hy vọng họ làm Phật học giảng tọa Tại ký ô tô làm 7 ngày Ở Nara cũng làm 7 ngày Làm những buổi tọa đàm về Phật học Cũng như Năm xưa tôi ở Đài Loan Làm những buổi tọa đàm đại chuyên Phật học Nghỉ đông nghỉ hè giống như vậy Phương thức này có thể thúc đẩy công tác giảng kinh dạy học tại Nhật Bản. Đây là một việc tốt. Các vị muốn phát tâm tùy hỷ để làm bức tranh này. Loại tranh này hiện tại đại khái cũng có rất nhiều cách. Trước mắt là tạo theo kích thước bản gốc là phục chế. Phục chế không phải là in chụp lại chế tác từng tấm từng tấm một loại vật liệu để làm nó là một loại vật liệu đặc biệt có thể chống nước tôi nghe nói loại tranh này khi bị dơ có thể dùng khăn để lau sạch nó không phải là giấy giống như là bằng nhựa vậy màu sắc cũng rất đẹp không bị phai màu đem nó phơi dưới ánh nắng mặt trời một tuần lễ cũng không bị phai màu đã làm thử nghiệm rồi Ít nhất cũng có thể lưu giữ được trên 100 năm Cho nên loại vật liệu này rất đặc biệt Ngoài ra chúng tôi cũng định làm loại gấp lại thành quyển Cái đó thì in bằng giấy Giá tiền cũng tương đối rẻ Thuộc tiền việc lưu thông Có thể trong tương lai còn làm thành bưu thiếp Làm truyện tranh đương nhiên việc đầu tiên chúng tôi nghĩ đến chính là muốn làm thành đĩa vcd làm đĩa thì trong đó sẽ có giải thích làm thành đĩa thì giá thành lại rẻ nhất các bức tranh của ông làm thành một cái đĩa đại cái một hai đồng là cùng lại còn có thể lưu hành số lượng rất lớn lưu hành bằng đĩa ở nhà bạn chỉ cần có tivi là có thể xem có thể có giải thích về công đức phát tâm làm việc này Tiền bạc Tại Đài Loan có thể giao cho Ngộ Đạo Pháp Sư Thì Ngộ Đạo Đại Khái là hôm nay đến Hoặc là ngày mai đến Tôi tại Đài Loan là quỷ thác cho thầy Làm thay tôi Ở hải ngoại thì do Học viện Tịnh Tông Úc Châu của chúng ta làm Học viện Tịnh Tông Đã mở riêng một tài khoản Ở ngân hàng Để chuyên làm công việc này Cho nên chúng tôi cũng rất chăm chỉ nỗ lực mà làm Hy vọng Trong năm nay Giữa tháng 11 Chúng tôi có thể đem ra triển lãm Giang lão sư Vẫn còn có một số tác phẩm khác nữa Đều là những bức tranh Về Phật Bồ Tát Sẽ triển lãm cùng lúc Ở bên đó Triển lãm chúng tôi cũng muốn ghi hình lại toàn bộ quá trình Tương lai đều có thể Lưu hành trên mạng Internet và trên truyền hình vệ tinh mọi người đều có thể xem thấy thời gian trôi qua cũng rất nhanh hình như thời gian cũng đã hết rồi nó tóm lại bộ kinh này các vị nghe tôi giảng thì các vị có thể thấy rằng Kinh văn mỗi câu mỗi chữ Đều có vô lừng nghĩa Giảng không hết Cho nên bộ kinh hoa nghiêm này Phải cần đến 20.000 giờ đồng hồ Mới có thể giảng hết Khi tôi nói chuyện với các giáo sư Và hiệu trưởng của trường đại học Họ hỏi tôi việc giảng những bộ kinh này Tôi nói một quá trình tôi phải giảng mấy chục ngàn giờ Họ đều giật cả mình Cả đời họ cũng giảng không nổi nhiều giờ đến như vậy Mới biết được những kinh điển này Tinh thâm uyên bác Tiếp xúc với rất nhiều tôn giáo khác Các mục sư cha xứ cũng hỏi tôi Họ nói thưa Pháp sư Kinh điển của chúng tôi không bằng kinh Phật tôi nói với họ phật nói pháp môn bình đẳng không có cao thấp phật nói pháp môn bình đẳng thì đã bao gồm kinh điển của các vị đó cũng là một pháp môn không có cao thấp tôi nói kinh điển của các vị mà đưa tôi giảng thì cái ý của nó cũng là vô lượng vô biên người giảng không như nhau không phải kinh điển không như nhau kinh điển đều như nhau tôi giảng kinh koran cho bạn tôi giảng tân cựu ước cho bạn thì cũng giống y như kinh hoa nghiêm vậy nhất định là không có khác nhau cho nên tôi khuyến khích họ phải thật là phải buông bỏ tự tư tự lợi Phải buông bỏ danh văn lợi dưỡng Phải buông bỏ ngũ dục lục trần Phải buông bỏ tham sân si mạng Họ nghe tôi nói như vậy xong liền trao bài lại Cái này thì không dễ chút nào Vì sao vậy? Vì những thứ này đang chướng ngại trí huệ các vị Trí huệ của các vị cùng trí huệ của tôi Cùng với trí huệ của chư Phật như Lai Cùng trí huệ của Thượng Đế Cùng với trí huệ của các Thánh Thần Đều không khác nhau Bởi vì sao mà hiện tại bạn không có trí huệ gì Chính là vì 16 chữ này Làm cho chướng ngại rồi Các vị hãy nghĩ thử xem Chúng ta bất luận là học Pháp buôn gì Trước tiên phải đem những cái này buông bỏ Không thể nào có tự tư tự lợi Không thể nào có tham sân si mạng Không thể có danh danh lợi dưỡng Không thể có ngũ lục trần Nên biết những thứ này đã hại chúng ta đã khổ đời đời kiếp kiếp từ vô lượng kiếp đến nay rồi Vẫn còn chưa buông bỏ Vì thì chính là cái thật sự ngu si rồi